Xin chào mọi người, mình là Binzy. Và vào ngày 22 tháng 9 tới đây thì bộ phim Biệt đội đánh thuê 4 Expendables 4 sẽ được khởi chiếu trên rất là nhiều quốc gia. Binzy rất là vinh dự khi bài hát Big City Boy của mình và Tulliver được xuất hiện ở trong bộ phim này. Và xuất hiện ở phân cảnh nào thì mọi người hãy đi xem mới biết được. Và mong mọi người sẽ ủng hộ cho bộ phim này và cũng như bài hát Big City Boy. Thank you. Time to make their entrance. Enjoy the show. Terrorists have taken possession of nuclear missiles. Rally up! To choose this life over friends, over family, we never quit. Hold on! You almost killed me! You're welcome! Expendable, definitely rated R in theaters September 22nd.